Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Đỉnh Địa Ốc. Cầu lớn nhất đường vành đai 3 nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai đang vượt tiến độ. Cầu Nhân Trạch nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai thuộc dự án thành phần 1A đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 2 km, rộng 19,5 m được thiết kế cho 6 làn xe, trong đó gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức vốn đầu tư là hơn 2.200 tỷ đồng. Cây cầu sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông và tăng liên kết vùng. Công trình nằm trong dự án đầu tư Tân Vạn về Nhân Trạch thuộc giai đoạn 1 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cầu có tính không cao 30,5 m với thiết kế khoang thông thuyền 110 m đáp ứng tàu tải trọng 5.000 tấn chạy ở bên phía dưới. Việc xây dựng cầu Nhân Trạch sẽ rút ngắn hành trình từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngoài ra, cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực giao thông vận tải ở cầu Đồng Nai và các tuyến đường nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, dự án cũng sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai 3 theo quy hoạch chi tiết được chính phủ phê duyệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Tới nay, cầu Nhân Trạch trên tuyến đường vành đai 3 nối Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 66% tổng khối lượng công việc và đã lao 2 nhịp dầm, tiến độ vượt so với là kế hoạch đã đề ra trước đó. Và thời điểm hiện tại, trên công trường xây dựng cầu Nhân Trạch, dự án thành phần 1A thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, các kỹ sư, công nhân đang tranh thủ những cái ngày thời tiết khô ráo để khẩn trương đồng loạt rất là nhiều hạng mục khác nhau. Với dự án thành phần 1A có chiều dài là 8,22 km, ở phía địa phận Đồng Nai là 6,3 km và địa phận thành phố Hồ Chí Minh là 1,92 km. Với tổng mức đầu tư là 6.900 tỷ đồng, dự án bao gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu C1 là xây dựng cầu Nhân Trạch dài 2,6 km đã khởi công vào tháng 9 năm 2022. Cho đến nay, tiến độ đang vượt so với lại kế hoạch đã đề ra. Còn gói thầu C2 là đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 5,6 km được khởi động vào năm 2023. Tiến độ đang bị chậm do trước đó bị vướng về mặt bằng. Về giải phóng mặt bằng, cho tới nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 100% diện tích đất để phục vụ dự án. Còn phía bờ Đồng Nai, với dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch, địa phương cũng đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Với dự án thành phần 4, hiện Nhân Trạch cũng đã bàn giao hơn 50% diện tích mặt bằng. Do đó, các nhà thầu cũng đang tiếp tục đẩy nhanh thi công cả hai gói thầu chính của dự án thành phần 1A để đảm bảo đưa dự án sớm về đích. Cho đến nay thì tổng khối lượng công việc trên cầu Nhân Trạch đã đạt hơn 66%. Các nhà thầu đang đẩy nhanh nhiều hạng mục để rút ngắn thời gian hoàn thành cầu Nhân Trạch trước ngày 30 tháng 4. Dự kiến là sẽ sớm hơn 4 tháng so với những cái kế hoạch đã được đề ra trước đó. Đối với gói thầu C2 là đường dẫn thì tiến độ thi công chậm do mặt bằng bàn giao chậm. Thì hiện nay các công nhân, kỹ sư đang tập trung phát quang làm sạch mặt bằng. Một số vị trí thì công nhân đang tập trung đào đắp, lưu nền và san lấp cùng một số cái hạng mục khác. Trên cầu Nhân Trạch thì các công nhân đang được chia làm rất là nhiều ca, làm việc xuyên tuần cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh về tiến độ. Đến nay thì nao dầm đã được 2 nhịp từ trụ P11 đến trụ P12, dự kiến đến tháng 9 sẽ hoàn thành nao dầm. Trong khi đó, để đưa cầu Nhân Trạch về đích sớm thì ban quản lý cũng đã phối hợp cùng các nhà thầu để đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian làm việc về nhân sự, máy móc. Trong đó, các nhà thầu cũng đã tăng thêm nhiều kỹ sư, công nhân, chia ra nhiều mũi thi công, làm 3K 4 kíp cả ngày lẫn đêm. Gói thầu cầu Nhân Trạch đang vượt kế hoạch nhưng tổng sản lượng toàn bộ dự án thành phần 1A đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 56% giá trị hợp đồng. Như vậy, tiến độ toàn dự án thành phần này đang chậm 7,9% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do thiếu vật liệu cắt đắp nền đường, mặt bằng bàn giao còn chậm dẫn đến việc triển khai nhiều hạng mục, mua sắm vật tư đang còn bị chậm. Cầu Nhân Trạch là một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực Đông Nam Bộ.
Theo như được đánh giá thì sau khi hoàn thành, cây cầu này sẽ góp phần rút ngắn thời gian để di chuyển giữa Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn thúc đẩy giao thông, giao thương, phát triển kinh tế xã hội cho cả khu vực. Hứa hẹn sẽ là điểm sáng về giao thông để kết nối với các khu vực trong vùng. Và đừng đánh giá rất là cao khu vực này trong thời gian sắp tới mà quý cô chú anh chị mình cần lưu ý nhé. Hiện tại thì trên kênh YouTube Định Địa Ốc có những chuyên mục, những video giúp anh chị đầu tư bất động sản, am hiểu về việc định giá bất động sản, am hiểu về việc kiểm tra quy hoạch, hoặc là anh chị mình không biết tìm kiếm những vị trí, những khu vực tiềm năng để đầu tư. Đặc biệt là trong giai đoạn mà thị trường chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới, sẽ có rất là nhiều những cơ hội xuất hiện. Trong một giai đoạn, một cuộc chuyển giao tài sản cực kỳ lớn tiếp theo sẽ là một cơ hội rất lớn để mình kiếm tiền, để mình tích lũy mua được nhiều tài sản. Thì anh chị hãy bấm đăng ký kênh Định Địa Ốc để theo dõi nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ chân tình từ Định trong video ngày hôm nay. Anh chị cảm thấy video hay và ý nghĩa thì có thể dành tặng cho kênh YouTube Định Địa Ốc một like, cũng như là nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những thông tin, những sản phẩm, những cập nhật mới nhất về cơ sở hạ tầng, về tình hình bất động sản trong thời gian tiếp theo nhé. Và đó cũng là động lực rất lớn để Định luôn luôn chia sẻ và ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn nữa để dành tặng lên quý cô chú anh chị nhé. Định Địa Ốc xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị, quý khách hàng và nhà đầu tư trong những video tiếp theo của Định Địa Ốc nhé.